Xin chào các bạn. Bữa hôm nay mình đi chợ thì mình gặp một fan hâm mộ ở một cái chợ Việt Nam mà mình hay đi, thì tự nhiên cái mình đang đi thì cái cô đó cổ chạy qua cổ mua cho mình một hộp quà các bạn. Thì các bạn biết thì cái chợ mà mình hay đi mua tôm hùm với lấp tờ đó, thì mình cái gặp rất là nhiều người Việt Nam thì họ họ gặp mình, họ nói ôi Nhân Lì ở đâu vậy trời, tưởng em ở tiểu bang khác chứ ai ngờ tiểu bang này. Thì chào hỏi một lúc thì cô đó cũng mới chạy vô trong chợ, cổ mới mua cái hộp này xong cổ mới đưa vô mình. Thì lúc đầu nó thật sự thì mình cũng không có muốn nhận các bạn, nhưng mà cổ cứ đưa tay của mình hoài, em mới hối ngại lắm chị ơi, đừng có tặng em ngại lắm chị ơi, đừng có tặng em. Thì hôm giờ cổ tặng cho mình rồi thì mình lấy về cho cổ vui các bạn nhé. Thì cảm ơn cô đã tặng món quà này cho Nhân Lì. Thì đây là cái hộp hồng, nói chung là cái hộp hồng này thì mình đi vô chợ thì mình cũng thấy nữa, nhưng mà mình giống như là nó không có phải là cái khẩu vị của mình các bạn, cho nên mình cũng không có mua, chứ không phải là mình không có tiền mua. Nhưng mà cái cô này nhưng mà cái hộp này nó làm rất là đẹp bạn, giống như là cái này là để mua tặng cho người ta thì rất là đẹp, cho nên cái cô đó còn đã mua tặng cho mình. Thì rất là cảm ơn cô đã theo dõi kênh của Nhân Lì ha. Thì nói chung là mình đi xuống chợ Việt Nam á, mình gặp cũng rất là nhiều người Việt Nam ở dưới cái chợ đó bạn, và họ cũng chào mình. Thì bữa hôm nay mình rất là vui khi mà cô đó cổ chạy vô chợ có mua một hộp hồng. Đây là trái hồng khô các bạn nhé đó. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa coi cái clip mà người Nhật họ làm trái hồng khô này như thế nào á, thì mình sẽ cho các bạn coi cái clip đó. Thơm quá bạn. Nó theo như mình được biết á, theo như mình được biết cái trái hồng này á, là khi mà nếu mà nấu theo cái kiểu của người Nhật luôn á, cái này nó ghi chữ Hàn Quốc các bạn, cái này của người Hàn Quốc. Thì theo như mình được biết á, cái trái hồng khô này á, người Hàn Quốc họ sẽ trồng. Thì cái mùa họ mà họ thu hoạch đó đó chính là mùa xuân các bạn. Thì khi mà những trái hồng này mà nó chín, để cho ăn dặm miếng đi, thì khi mà nó chín á thì người ta sẽ thái nó vô và người ta sẽ bào vỏ nó. Đây coi cái trái này bào vỏ Không. không. Nó có rất là nhiều cách chế biến bạn nhá. Thì người ta sẽ bào vỏ nó, hoặc là người ta để nguyên vỏ và người ta sẽ đi phơi nắng. Cái này là chỉ là phơi nắng thôi các bạn nhé, không có tẩm ớt bất cứ đường gì hết, ăn rất là ngon. Nhưng mà ăn cái này là uống trà, để đi pha trà ra, Đúng rồi, để đi pha ngọt. trà Long Tỉnh đã. Follow me. Bây giờ ăn ăn cái gì ngon là phải có đồ uống ngon các bạn ha. Để coi nhà mình cái gì nó cũng có, chỉ không có tiền thôi. Ồ, nó có, mình có trà ô long, mình có trà xanh. Thôi uống ô long ti, trà Long Tỉnh đi các bạn. Để mình pha một ấm trà Long Tỉnh rồi mình ăn, rồi mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình ha. Rồi, bỏ nước sôi đây. Thì bây giờ là mùa đông rồi, cho nên mình đã đem cây vô rồi các bạn ơi. Để mình pha một ấm ấm trà Long Tỉnh cả. Ok các bạn ơi, thì bữa hôm nay mình sẽ uống trà để mà mình tỏ cái tấm lòng cảm ơn những người ta đã tặng quà cho mình. Thì bây giờ mình sẽ chơi tea party đi, chơi tiệc chè đạo đi bạn. Bỏ nước sôi đây. Thì nói chung là tối tối về nhà thì mình rảnh rỗi, mình không có làm gì ngoài quay video clip cho các bạn ha. Thì rất là vui khi mà mình bỏ công ra mình quay clip mà có người họ cảm ơn, họ coi kênh mình, họ cảm ơn mình. Bây giờ mình sẽ bỏ trà Long Tỉnh vô đây các bạn nha. Bỏ trà Long Tỉnh đây. Thì đã làm clip là phải làm cho tới cùng. Thì ở đây mình có cái hũ này, cái hũ này là cái hũ gọi là chanh chanh cái này gọi là chanh mà gọi là mật ong mà nó họ ngâm với chanh các bạn. Thì cái này nè là chanh, này là chanh của Mỹ, chanh này là chanh mandarin họ bỏ đây China, quýt. ha. Thì ở trong đây họ có bỏ cái xác chanh như nữa, nhưng mà trong đây đa số là đường với mật ong các bạn nhé, chanh đường mật ong. Thì đây là sản phẩm của Florida. Còn ở đây á, là một loại chanh khác, cái này gọi là cái này cũng là cái này là chanh khóm với lại seri, nên cho nên nó có màu đỏ. Cái này là chanh đường mật ong, chanh khóm với seri đó. Còn ở đây là mứt mứt chanh không à, mứt mứt chanh không à. Ok, thì hồi bữa mình đi Florida mình mua được ba hũ này các bạn, ba hũ này, cho nên bữa hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi ăn như thế nào ha. Bây giờ ba hũ này đó, hôm nay Nhân Lì ăn ngọt. Thì hồi bữa mình đi qua Florida mình mua được mấy cái chén ngọc cũng rất là dễ thương luôn. Đây là cái chén này là nó từ thạch động ra bạn nhé. Thì nếu mà các bạn nào không biết thạch động là cái gì thì
Các bạn biết ở trong thạch động đó, nó có những cái thạch nhũ, thì nó có những cái đá gọi là đá limestone đó các bạn, đá đá mà đá chanh đó, limestone đó, thì nó sẽ giống như vậy, và người ta sẽ làm mấy cái chén này rất là đẹp, Chén ngọc. chén ngọc vàng. Thì mình có mua một bộ đó, thì một bộ nó gồm mấy cái chén gì nè, các bạn thấy đẹp không đó. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ bỏ cái này đây. Ok, bây giờ hồng á thì mình sẽ gót ra một ly, mình gót cái ly này đi cho nó dễ uống. Uống tối nay nhân lì chơi trà đạo, thì bây giờ trà không tỉnh, không ra uống rượu rồi, cho nên nó cũng hơi hơi mệt mệt, và uống trà cho nó giải giải rượu qua. À, công nhận lâu lâu uống nước sôi nó đã ghê, không uống trà mà ăn hồng nó ngon. Cái hồng này á, mình không biết các bạn có thích ăn hồng hay không, nhưng mà ăn ăn cái hồng khô này á, nó ngọt ngọt mà nó không có ngọt ngọt cắt các bạn, nó ngọt vừa vừa, nó ngon ngon, ăn cái này ghiền các bạn. Hồi xưa mình thích ăn lắm. À trời ơi, cái trà ô long á các bạn, nó thơm gì đâu á. Gấp miếng này, trà u long á các bạn. Ô bây giờ cái trà nó ra rồi, bây giờ cạo cạn ly cái đã. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Các bạn biết không, cái cảm giác mà khi mà các bạn làm video á cho người ta coi, mặc dù các bạn không biết người nào coi video của các bạn, nhưng mà tự nhiên một ngày kia các bạn gặp người ta, cái người ta nhận ra các bạn giống như các bạn là ngôi sao nổi tiếng vậy đó. Đó, nên người ta nói ơ Nhân Lì ơi, Nhân Lì lại đây. Thì tự nhiên cái mình đi chợ bình bình thường, mỗi ngày mình cũng đi chợ bình thường thôi, tự nhiên bữa nay có cái cô Việt Nam kia nói ơ Nhân Lì trời ơi, coi kênh của em vui quá trời, chị coi kênh của em là từ lúc em xây nhà tới giờ đó, là cả năm các bạn. Rồi cái chị đó trời ơi, chị coi kênh của em mấy cái lần em đi chơi là chị coi hết luôn, chị không bỏ tập nào chứ. Trời ơi, chị nói là mình vui các bạn, thấy không, mình thấy vui mà. Thì mình nói chuyện xong đường ai nấy đi, mình đi về, cái chị mới nhét cái hộp vô, nhắn 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 lại đó, chị nói nghe là chị tặng lại cho em nè. Thì cái chắc mình ăn xong mình giữ cái hộp lại để làm kỷ niệm các bạn. Thì ở trong cái tủ này mình có rất là nhiều đồ của fan hâm mộ tặng cho mình sẽ giữ cái hộp này để làm kỷ niệm các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ khui ra ba cái hũ này ăn để coi nó có cái gì. Bóc tem cái ra đó, hổm gà á là mình mua mà mình chưa bóc tem các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây, trời ơi thơm quá các bạn ơi, quá thơm luôn. Thì khi mà mình đi chơi á, mình hay mua những cái món mà người ta làm tại chỗ á, để mà giống như là ủng hộ những cái người đó, thứ nhất. Thứ hai nữa là để mà giống như là thử cái giống như là cái đặc sản ở khu đó đó. Trời lâu quá không tập tạ đó, mở cái hũ không ra đó. Đó. Ok, thì đây là mứt mứt cam, cái này là mứt không nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ múc ra ba cái chén này, uống trà. À, múc ra chén này để cho nó lịch sự lịch sàng. Để chén bự kìa. Đây là mứt không, múc cái chén này cho nó lịch sự đó Một xíu. ha. Cái này là mứt cam. Trời ơi, ngon quá các bạn. Hồi nhỏ con mong biết thôi, hồi nhỏ khi mà đi đi học về ở ở trước cổng trường đó, có mấy cái bà kia bán mà mứt dâu mà bỏ vô đá dầm á, trời, nhưng mà cái mứt này nó ngon mà. Còn này là gì đây? Cái mứt này còn ngon hơn nữa các bạn, trong đây nó có sát khóm với lại sát dâu nữa các bạn, nhìn nè, nó có sát á, ăn nó đã mà, em ăn này ngon nè. Cái mứt này thì nó không có sát các bạn, nhưng mà mứt này nó có sát dâu với sát khóm. Bát trái bờ trát bỏ đây luôn, nhậu nhân dân nhậu là không ăn đồ ngọt mà. Còn mức này, cái mức này thì nó không có ngọt bằng cái mức này. Cái mức này nó cam mà nó hơi chua chua, nhưng mà nó cũng có sát cam nữa, bỏ đây vào miếng luôn. Các bạn ăn cái này giống như các bạn đang ăn chừng bì gì đó. Ok, đậy nó lại. Cái này là mứt cho nên các bạn có thể để ăn dần không sao cả nhé. Rồi bây giờ mình phải uống theo kiểu Hồng Kông không, cái chén này nhỏ uống không đã các bạn ơi, giờ phải chơi cái chén bự lên, uống uống rượu là không có vậy đó.
À, cho cạn ly đi Thảo huynh Không mai mốt mình phải uống rượu bằng cái chén này cũng được, chứ uống rượu bằng cái chung này nó không phê các bạn, giống như phim kiếm hiệp Hồng Kông hồi xưa người ta hay uống vậy. Ok các bạn ơi, đây ăn miếng hồng giòn ở đây, hồng mè khô nó coi. Hơi hay hương á. Thế nhưng mà mình được biết là cái hồng người ta chỉ phơi trong xương thôi các bạn, phơi cho nó tươi rồi nó quéo rồi thôi, rất là ngon. Bên Việt Nam của mình có một cũng có một cái chả khô với lại chả khô ăn cũng khá là ngon bạn á. Cạn đi, ăn cạn đi. Mình không biết á, các bạn biết không? Trời, cái hộp này bự quá bạn. Mình còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời, cái trái này bự quá gì nha. Cái trái này bự nhất cho mày. Ăn nha. Bự nhất là phải bị ăn. Cái nào mà bự nhất là phải ăn, bị ăn trước tiên. Đóng rồi. Niêm phong nó lại để cho biết là chưa khui hè. Niêm phong lại luôn. Nói thật sự chứ quay clip chơi thì chưa cũng cũng không có ăn đồ ngọt nhiều lắm các bạn ơi. Tại bữa nay mình có hứng mình gặp được fan hâm mộ của mình phải không? Ok. Trời ơi. Hồi bữa đi Florida cũng mua được đặc sản của Florida luôn. Fruit Slice Flavor. Rồi mà giờ bây giờ các bạn biết không, hồi xưa ở bên Việt Nam nó thì còn thích ăn kẹo chứ bây giờ qua bên Mỹ rồi chứ nó thật sự thì nó thật sự bên Mỹ kẹo nó quá trời dư thừa luôn nè. Người ta bởi vì người ta hay nói là ở người dân Mỹ là ăn là bơ sữa thừa cặn. Bơ thừa sữa cặn mới đúng chứ. Mình thấy nó đẹp mình mua đại gia ăn thử coi không, mua ăn thử để mốt dịch có gì nha mua cho bà con ở Việt Nam. Ngon lắm các bạn ơi, cái này là kẹo nhưng mà nó làm giống như là mứt vậy. Ngon quá. Chua. Bây giờ để mình tại sao các bạn biết tại sao mình lấy ba cái chung này để ra riêng không? Ok. Tại vì á hồi nãy là mình lấy cái này là mứt mà mứt cam này ha, mứt cam mà có sắc sắc chanh này ha, mứt cam mà không có sắc chanh này ha. Bây giờ mình sẽ trộn ba cái chung ba cái này chung lại nhau ăn để coi nó ra cái mùi gì. Càng ly ra mình biết là có nhiều bạn sẽ đón mình sẽ làm như vậy. Đây các bạn coi kênh của mình là các bạn hiểu mình quá rồi mà đó. Mỗi khi mà mình múc ra cái gì là mình phải có nguyên nhân. Bây giờ hồi nãy thì mình đã ăn thử ba cái nó riêng với nhau rồi, bây giờ mình ăn thử ba cái nó chung với nhau, trộn nó lên. Đó. Trộn ba cái lại với nhau. Thì ba cái hũ này mình sẽ trộn chung nó lại với nhau các bạn. Để coi nó cái mùi vị như thế nào ha. Bây giờ mình không phân biệt được ba cái này luôn rồi. Nó đã thành một cái rồi. Ok. Để nó bằng bên này. Đây rồi, ba trong một luôn. Sau khi mình ăn xong thì mình khuyên các bạn là nên ăn ba ba thứ riêng, tại vì trộn chung nó không ra cái mùi gì cả. Quá đã các bạn ơi. Ok, bây giờ thì đây mình chăm chim chà đi. Bây giờ mình sẽ ăn thêm một miếng hồng bự nhất đây, tại vì cái trái hồng mình thấy bự nhất nó làm mình thèm các bạn. Mình nghe cắn nó ra. Cái trái hồng bự này đó, nó thơm các bạn.
nhưng mà nó mềm quá đã luôn. Ngon quá bạn ơi. Lấy miếng chè đi coi. Đó, bây giờ là mình có là trà chanh mật ong luôn, các bạn thấy không, hay ghê chưa. Nhân Lị ơi, sao mày thông minh quá vậy Nhân Lị. Các bạn đây là nước trà nha, các bạn đừng tưởng mình đang trộn nước mắm nha. Thì các bạn biết người ta thường hay nói mỗi một ngày mà các bạn uống trà chanh mật ong á, thì nó sẽ giúp cho các bạn tăng sức đề kháng và chống giống như mà mọi bệnh tật. Tại vì mật ong nó rất là tốt các bạn. Thì trong đây là chè, mặc dù nó nhìn giống nước mắm thiệt nhưng mà không sao, uống kìa, không biết có chết không ta, không sao. Ồ ngon các bạn ơi, cạn ly nhá, 100%. Wow, cái mùi vị nó giống như các bạn uống nước trà chanh thôi, nó không có gì khác gì hết, đã lắm, có là đã. Công nhận uống rượu bằng cái chén ngọc thì nó tạo lên mình một cái thần thái, bạn giống như phim Hồng Kông hồi xưa người ta hay uống vậy. Đẹp. Chén nó à, cái chén này là đá tự nhiên các bạn nhé, còn nghe thấy không, này là đá tự nhiên ở trong núi họ đào ra đó, nó rất là lạnh các bạn, rất là lạnh, nghe như là những cái dân nó rất là đẹp. Cho mọi người coi cái bộ mình để ly, cái dĩa để ly. Thì hồi bữa mình đi Florida đó, trên đường đi về thì mình có ghé thạch động Ruby Four, thì mình mua được những cái chén này ở tiểu bang Tennessee đó các bạn. Thì nguyên một bộ như vậy nè, nó gồm có những cái chén nhỏ nhỏ này nè, đấy rất là dễ thương ha. Để mình chia sẻ với các bạn, tại vì ở bên Mỹ này có nhiều người Việt Nam họ cũng sưu tập và mấy cái này đó, nhưng mà họ không biết chỗ nào bán đó. À, thì họ phải để, các bạn thấy không, quá trời luôn. Mình có nguyên một bộ à. Nhưng mà nếu mà có người tặng cho mình thì cũng vui. Trời, chén này, cái chén này đẹp các bạn, cái chén này nó màu trắng nè. Còn mấy cái chén này thì nó màu vân. Nó có vân đen đen ha. Nói chung là thì đá tự nhiên mà, ok. Còn mình có mua thêm một cái này nữa, cái này là cái đồ đựng ly nè, không? Họ làm theo thành cái miếng để mà các bạn đựng ly lên á. À. Để dành đựng ly cho nó sang. Khi mà các bạn đựng xong thì các bạn bỏ nó vô đây ha. Nhìn nó sang chảnh vậy á, đó. Đây nên ngay xài. Ok. Thì thôi giờ mình sẽ kết thúc video tại đây, một cái video clip nhỏ nhỏ chia sẻ cho các bạn cho vui thôi. Thì nói chung là lâu lâu á thì mình đi đâu chơi á, mình cũng gặp những cái người mà họ thích mình. Lâu lâu mình đi qua tiểu bang Chicago á, không? Ở bên Chicago á thì mình cũng gặp được rất là nhiều người Việt Nam họ coi kênh của mình. Thì khi mà họ gặp mình thì họ chào mình, họ nói ôi Nhân Lị qua đây chi Nhân Lị. Ok. Đó, khi mà mình đi Florida đó thì cũng có rất là nhiều người gặp mình, họ nói ơi Nhân Lị qua đây chi mày. Đó, hay là khi mà mình đi du thiện á thì mình cũng gặp được. Nói chung là bây giờ kênh của mình đã được 210,000 người, thì có rất là nhiều người họ gặp mình, họ rất là thích mình các bạn. Ok, thì đó chính là một cái niềm vui nhỏ nhỏ của mình khi mà mình làm video clip cho các bạn coi. Ok, mặc dù là kênh của mình nó không kiếm được nhiều tiền như người ta, nhưng mà tiền bạc không thể đáng đợi các bạn nhé. Làm video clip cho vui thôi, không tối gì cảnh rỗi mà về nhà làm gì, không. Các bạn biết không, hồi xưa người ta nói tối ở nhà ngồi nó nói chuyện mình đó, tưởng nói chuyện với ma các bạn. À, bây giờ tối ngồi nói chuyện mình là YouTuber các bạn nhé, không phải ngồi nói chuyện với ma đâu. Tối con vợ mình cạn ly. Tối con vợ mình nó thấy mình ngồi dưới nó nói chuyện mình, nó tưởng mình bị ma nhập các bạn. Bởi vì có chồng làm YouTuber cũng khổ lắm các bạn ơi. Hay thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Thì cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh của mình. Cảm ơn một món quà nhỏ nhỏ của fan hâm mộ của Mai, không phải là fan hâm vợ các bạn. Gặp fan hâm mộ mua quà cho ăn. Gặp fan hâm vợ cho nó tụt quần mình. Ok, bye các bạn.